Mấy lần nghe các anh chị chia sẻ cái lúc 5 giờ sáng á, em thích lắm. Nói về mấy cái đó là em thích nghe lắm. Chị làm sao đổi giờ lại nó bằng 5 giờ sáng bên Mỹ đi chị, rồi chị tham gia vô. Ơi, em phấn đấu vô cái câu lạc bộ 5 giờ sáng chắc được 3 tuần. Xong rồi nó dính vô cái mùa hè, thế là lo đi chơi. Lo đi chơi cái bỏ bê là bỏ luôn tới giờ. Thông thường á là ở cái ngày thứ sáu là mình tổng kết trong của một tuần mình làm cái gì và mình có những cái chiến lược cho cả một cái tuần, cho một cái tuần sau. Thay vì mình luôn luôn ha, một cầu thủ mà đi ra đánh trận là trước khi đánh là phải chuẩn bị, chẳng hạn như Michael Phelps là được biết bao nhiêu cái medal là bởi vì Michael Phelps là luyện tập rất nhiều. Tiger Woods cũng tương tự như vậy, một trước khi ra sân đánh là đều có những luyện tập. Mình như vậy để mà mình có một cái tuần làm việc nó hiệu quả là mình phải chuẩn bị rồi đàng hoàng, mình có mục tiêu rồi. Em làm gì vậy Hương? Mình cũng phải có mục tiêu đồ rõ ràng và cụ thể. Mục tiêu nha, là mình có mục tiêu xong rồi sau đó mình ra những cái chiến lược làm việc. Rồi mình mới bắt đầu mình bắt tay vào mình làm việc chứ. Nếu như mà mình đi ngủ mà mình không biết ngày mai mình thức dậy mình làm cái gì đó hay mệt lắm. Rồi mình bắt đầu vào một cái tuần mới mình không biết cả tuần mình làm cái gì luôn, cái gì luôn không. Chẳng hạn như bây giờ trong cái lịch của mình đó, cái lịch mà mình không có hẹn nói chuyện với bất cứ người nào hết là hình như mình đâu có làm việc đâu. Thực tế là như vậy mà không làm việc. Cho nên mình phải chuẩn bị trước, mình có thể gửi một cái tin nhắn, mình phải nói chuyện mình thân người ta để rồi mình mới tập mình lên lên lịch trước trong network marketing, làm trong cái ngành nghề tự do. Mà trong cái ngành nghề tự do này mình có ông boss, mình có ông chủ. Ông chủ này là một tháng, lịch của một tháng. Ở cuối tháng mình cũng cần phải có những doanh số. Và cái có thể nói là cái ngành nghề tự do bây giờ nó rất là phổ biến. Những kỹ sư mà làm cho những cái tập đoàn lớn bây giờ đó là họ có thể làm ở nhà cũng được, hoặc họ đi đi du lịch họ làm cũng được, bất cứ làm ở bất cứ chỗ nào cũng được, miễn là cuối tháng họ nộp nộp về cái project họ cần phải làm xong coi như là xong. Còn ở trong công việc của mình cũng tương tự như vậy, mình cũng phải có cái lịch trình làm việc rõ ràng để mình có thể làm việc nó hiệu quả hơn. Tại vì mình không thể nào mình leo lên chiếc xe mình lái và mình không biết mình lái đi đâu em hơn. Em không thể nào em lái xe mà em không biết em lái đi đâu. Em phải biết, em phải biết mình đang lái chiếc xe này đi đâu mới được. Trong cái trong trong em không nói chuyện thì em tắt tiếng này, con em không làm ồn người khác. Và khi mà mình có một cái mục tiêu rõ ràng và cụ thể rồi thì mình chỉ chọn phương tiện mình đi thôi, chọn cách mình làm, những cái chiến lược mình đưa ra để mình đạt tới những cái gì mình muốn. Và thông thường nha, cái câu mình nghe rất 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 là thông thường bây giờ, em nói đi ra ngoài em nói chuyện không ai tin em nữa là bởi vì như vậy nè, cái câu trong màn hình đó. Muốn tuyển dụng thành công thì hãy tuyển dụng mình trước. Muốn tuyển dụng thành công thì mình hãy tuyển dụng mình trước. Tại vì nếu như mình mà không tin mình thì làm sao người khác dám đặt cái niềm tin của họ vào mình. Anh không tin anh làm được new skin, anh không tin anh có thể hướng dẫn em thành công được thì em đâu đi theo anh làm new skin làm gì, đúng không? Đó. Cho nên đó, đối với người khác thì cũng tương tự như vậy đó. Người ta tham gia vào new skin không phải vì này chị Thanh nha, người ta không tham gia vào new skin không phải vì sản phẩm new skin tốt,
không phải là công ty New Skin là công ty uy tín. Người ta tham gia New Skin bởi vì chị Thanh đó. Cái câu mà trong tiếng Mỹ ta nói là people don't buy what you do, they buy why you do it. Bây giờ chẳng bây giờ là mình lấy một cái ví dụ trong cái màn hình cái tép nè. Bản thân mình thì mình mua cái điện thoại Note, có những anh em khác thì xài iPhone, mà cái điện thoại này nó không rẻ, nó là 800 cho tới 1.000 đô một cái. Mà tại sao mình lại mua nó? Cái câu đơn giản thôi, tại sao mình mua nó? Mình mua là sao? Tại cái loại nào mình quen rồi, mình ưa chuộng rồi thì mình mua. Tại sao chị Thanh lại chọn cái iPhone mà chị Thanh không chọn cái Samsung? Mà tại sao em lại chọn cái Samsung không chọn cái iPhone? Theo chị là tại vì chị biết chị sử dụng qua rồi thì chị biết chị quen rồi, chị thích sử dụng cái loại này. Chị không biết nghĩa là chị là có niềm tin ở sản phẩm, từ cái sản phẩm nhỏ ra cái sản phẩm lớn. Và chị cũng có niềm tin lên hãng của Apple đưa, đúng không? Đúng rồi. Cho nên á, mình hãy xem lại, mình để ý lại là cái lý do mình mua một cái bất cứ cái gì đó và tại sao mình mua. Mình mua tại vì mình tin vào công ty đó, mình tin vào cái người bán hàng. Như mình đi mua một chiếc xe cũng vậy, tức là mình tin vào cái hãng Toyota, hãng Mercedes, hãng gì đó, và mình tin vào luôn cái người mà bán cho mình bán luôn cái giá đó là đúng. Trong khi đó mình vẫn biết là cái người đó vẫn có lời trên mình, đúng không? Nhưng mà mình nghĩ cái người này vẫn bán cho mình là cái giá rẻ, tại vì đơn giản một chữ thôi, tại vì mình tin cái người đó. Nghe là cái gì? Mình quyết định mua bởi vì mình tin tưởng vào công ty và đơn giản như vậy đó. Và mình hãy tự hỏi mình cái niềm tin của mình bao lớn rồi. Niềm tin của mình bao lớn rồi. Và nếu như tôi là tôi có chịu đi theo một người giống như tôi không? Một câu nghe rất nhỏ, nó cần suy ngẫm á. Như tôi là tôi. Tôi có chịu đi theo một cái người giống như tôi không? Nếu câu trả lời nó là không, là rõ ràng là có vấn đề đó. Tôi mà không đi theo tôi thì đi theo ai? Cho nên nếu mà khi mà một người có một cái niềm tin đủ lớn thì cái gì họ cũng mua. Niềm tin đủ lớn nha. Mình người ta chịu cộng tác với mình, làm ăn với mình là bởi vì người ta tin mình. Rồi sau đó cái niềm tin này nó có kéo dài được hay không là nó phụ thuộc vào mình có thể giúp được người ta hay là không. Chẳng hạn như bây giờ chị Thanh nè, chị Thanh mua cái iPhone chị Thanh xài thì nó phụ thuộc vào cái sản phẩm, đúng không? Chất lượng của sản phẩm và luôn cả cái dịch vụ của công ty Apple. Chỉ có vấn đề là nó giải quyết liền. Xong rồi đó, giá cả nữa. Ai mà có tiếng nít đó, miếu lại cái đường like mình nha. Cho nên á, muốn tạo được niềm tin cho người khác thì mình phải làm gì? Mình phải có niềm tin cho mình. Tắt cái đường like của em hơn cả tiếng con em một hồn lắm. Mẹ bật cái khác đi.
Ông Ồ, Ngọc Tiến Bình Ngọc, nghe Tiến Bình Ngọc Lan á nha. Ngọc Lan là ai vậy? mẹ Ngọc Lan, Ngọc Lan em tắt tiếng của em. Ngọc Lan ơi, ờ, để giờ tắt tiếng em cho nó xong. mẹ bằng tay mình Good, tôi biết biết tự tắt tiếng của mình. Lịch sự chút xíu, mình không nói chuyện thì mình tự tự, tự tắt tiếng, mình đừng làm phiền người khác. À, mình muốn tạo được niềm tin ở người khác thì rất đơn giản. Mình phải tin vào chính mình trước. Mình phải tin vào chính mình trước. Mình có thể làm được công việc này. Mình tin giúp họ làm được công việc này. Tại vì nếu như mình cũng không tin mình làm được thì làm sao người khác dám đặt cái niềm tin của họ vào mình? Chẳng hạn như bây giờ cái câu mà anh đi nó anh kể về ông Steve Jobs đó. Lúc mà làm ra cái điện thoại iPhone, ông nhìn cái iPhone rồi mở ra những mở điện thoại ra mà nhìn cái những cái icon của trong cái những cái app đó, ông nói xấu quá và ông không cho bán ra, trong khi đó là như một tuần sau là chuẩn bị bán ra cái điện thoại đó. Ông nói với nguyên cái dàn engineer của ông là bây giờ phải làm lại hết, và ai cũng nói là cái này hầu như là không làm được, nhưng mà ông nói là không làm không được, là bởi vì nếu như tôi là một người khách hàng đi mua cái điện thoại này tôi sẽ không mua, nhìn tung ra thị trường để làm cái gì. Đơn giản như vậy thôi. Nếu bây giờ mình không tin vào chính mình thì người khác làm sao tin vào mình để có thể giúp được họ? Để bởi vì rõ ràng vai trò là gì, là một người consultant, là một cái người có thể giúp đỡ người khác đạt được những gì họ muốn. Mình không tin mình làm được cái việc đó thì làm sao mình có thể mình người ta dám đặt cái niềm tin của họ vào mình. Cho nên bây giờ ha, nếu mà nói tới niềm tin nè, niềm tin ở đâu mà có? Okay. Thứ nhất, nó đến từ môi trường. Nếu tất cả những gì mình thấy nha, nếu tất cả những gì mình thấy toàn là những điều tiêu cực, những điều thất bại, mọi thứ diễn ra trước mặt của mình cũng đều là những cái chuyện tuyệt vọng. Tất cả những cái bài báo, những cái tin tức, những cái gì đó mình đọc là những cái thứ tiêu cực. Thì nghĩ sao? Chẳng hạn như chị Hà, chị Hòa không biết có bên nhớ bên châu Âu mình có một cái cô tên ở Mỹ tên tên Hà đúng không? Cô ở Mỹ xuất hiện lên webinar được một lần một. Em nhớ tên tên Hà. Chỉ có một lần một thôi. À, xong xong rồi mình mới hỏi cổ là chuyện gì đã xảy ra. Cô nói là em đọc được những cái bài bài báo nói không hay về vậy, bởi vì em là một người mới em chấp nhận không nổi cái này. Chị Hòa nhớ trong chat không? Cao cao là ai tự tự tắt tiếng của mình nha, ai không nói tắt tiếng của mình, chuyện thì mình tự tự mở tiếng của mình ra. Ok. Cho nên nếu như tất cả những gì xung quanh của mình toàn là tiêu cực hết thì mình phải tính sao? Càng nói càng làm lớn ta. Cao. À, chút xíu kiếm cao này. Giải quyết. Nếu mà nói cái vụ mà đưa báo chí thì chính chính chị đây là người được đứa em chồng
đưa mấy bài báo từ Việt Nam đưa lên, mà không phải một bài đâu, mấy bài luôn, chị gửi cho Thắng coi đó. Mấy cái đó đối với chị, mấy cái đó làm sao mà làm cho công ty điêu đứng được, vì mấy cái bài báo cỏn con đó, người ta có cái bằng chứng của thế giới mà, chứ đâu phải người ta mới thành lập lên, mới công ty mới có hai vài ba người đâu. Cho nên á ha, nếu mà những cái mình là người quyết định tất cả, nếu mà mình sát nhập vào những cái môi trường mà tiêu cực như vậy đó, mình sẽ có một cái niềm tin tiêu cực. Luôn luôn như vậy đó. Và cái thứ hai nè, sự kiện xảy ra trong cuộc sống dù lớn hay nhỏ đều hỗ trợ cho cái niềm tin của mình. Chẳng hạn như sáng sớm mình thức dậy, mình thấy cảm thấy người uể oải, mình vừa rót ly nước, cái ly nước là mình bị rớt, bể cái ly, đi lo quét nhà, quét quét nhà thì đạp trúng cái miệng đó. Tự mình nói mình nữa, hôm nay sao ngày mình hôm ngày nay xui quá, lái xe ngoài đường gặp đèn đỏ, chạy thơ thẩn nhìn trời mây gió gì đó không biết, đạp ga lố quá bị cảnh sát bắt. Và những cái chuyện này nó xảy ra liên tục liên tục liên tục liên tục, thì tự tự khắc mình tin là hôm nay là cái ngày xui, đi không dám ra ngoài nữa. Cho nên những cái gì mình gieo trong đây mình sẽ hấp dẫn nó tới mình. Những cái gì tích cực thì mình sẽ hấp dẫn những chuyện tích cực, những cái gì tiêu cực mình sẽ hấp dẫn những cái chuyện tiêu cực. Mình càng nghĩ đến nó càng đến nhiều hơn nữa. Này là một câu chuyện rất thật. Trong cái nhóm 90 ngày là em nói với mọi người là phải viết ra những cái gì mình muốn. Mình phải viết ra những cái gì mình muốn, rồi sau đó được hấp dẫn sẽ đưa đẩy đi những con người, những cái hoàn cảnh đó để giúp để đạt được những gì mình muốn. Trong đó thì trong đó có một cái cô này, cô nói là cổ có một cái người upline rất tiêu cực, luôn luôn ganh tị với cổ là nghĩ cổ làm được mà upline làm không được. Cổ cái cổ và là cái người upline đó chỉ là go executive, người downline có nghĩa là cái người này đó là đang là ruby, thì thấy mình nhỏ bé so với người downline của mình, thì cái người downline mình đi làm quen với người bạn nào là cái người này liền làm quen với người đó để mà cạnh tranh với cái người đó, mà đăng ký cái người đó vào dưới cái hàng ngang của người này nha, chứ không phải là đăng ký rồi ở dưới người downline này, thấy mức độ gì đó, rồi đi nói xấu cái người này với những người khác trong nhóm, nói luôn với upline luôn, mét luôn cả bên an đó. Thì cái cô này có viết ra ở trong cái mục tiêu mà để đọc ra hàng ngày để tạo ra cái lực hấp dẫn đó, có viết là tôi không muốn gặp cái người này nữa, bởi vì mỗi lần tôi gặp người này tôi bị mất, đơn giản vậy thôi. Mà có quá muốn như vậy đi, mà có nhìn đọc 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 mà càng đọc nó càng xảy ra. Cô gặp cái người này thường xuyên hơn nữa, thay vì một lúc trước là một ngày một lần, bây giờ gặp một ngày 2-3 lần Mà bây rồi giờ người đó lại còn lên, lại lên nhanh hơn nữa. bị mét nữa, hết mét người này tới mét người kia, nói xấu người này qua người nọ. Cô nói bây giờ em nói thiệt lên cho anh nha, em cảm ơn anh hướng dẫn em làm New Skin mấy lâu nay, bây giờ em bỏ cuộc em không làm nữa, em chịu hết nổi rồi đó. Thì em mới nói là đây là cái lý do tại sao mà em thu hút cái người này đến với em Kỳ vậy. đó. Em tự cài đặt cho mình cái niềm là bây giờ tôi không muốn cái người này, tôi không gặp này, nhưng mà cái lực hấp dẫn mà dù mình muốn hay là không muốn, chỉ biết là mình nghĩ tới cái người này là thu hút cái người này đó với mình đó. Cho nên những cái gì mình gieo trong đây nè nguy hiểm lắm nha. Mình cái gì mình gieo trong đây nè, mình nghĩ mình nói chuyện với người này và cái người này sẽ không chịu nói chuyện với mình, sẽ từ chối mình,
cái gì đó đây nè, nó sẽ, mình sẽ thu hút vào những con người tương tự như vậy đó. Đó. Rồi cái thứ ba nè, tri thức là cách để nuôi dưỡng niềm tin. À, một cái trải nghiệm gì đó của mình, dù thành công hay thất bại, nó cũng giúp mình có một cái niềm tin, đúng không? À, có thể chắc giống như Thu Hương có những cái niềm tin tích cực là bởi vì em đọc thêm những sách vở, đúng không em? Em có những niềm tin tích cực hơn, những cái đoạn phim ngắn. Bây giờ nó có rất là nhiều những đoạn phim ngắn mà tạo cho mình cảm xúc. Mình bắt đầu mình có những cái niềm tin tích cực hơn. Thay vì mình xem tin tức những cái gì chẳng hạn như máy bay rớt ở đâu đó, ở Việt Nam ai ăn cái gì đó trúng thực chết, tại sao không xem những cái tích cực để cho mình gieo những cái tích cực vô trong đấy? Rồi ha, thông qua những thành quả mình đã có trong quá khứ, nếu như là bây giờ mình lấy cái ví dụ nè, anh Dean, anh vào New Skin anh thành công rất nhanh là bởi vì sao? Là bởi vì ở trong quá khứ, ở trong cái công ty trước của anh là rất thành công trong công ty đó, cho nên cái niềm tin đó nó vẫn đi theo ảnh đi khi mà ảnh qua công ty, mặc dù ảnh vẫn làm lại từ đầu. Mọi người đều biết mà, cái thời gian mà 5-6 tháng đầu của anh Dean đó, mở ra conference call không có một người ở trong đó, chỉ có anh Dean và chị Hà. Có một lần chị Dung từ trên lầu đi xuống thấy anh Dean nói chuyện giống như là trước màn hình là cả ngàn người vậy đó. Rồi chị Dung mới nhắn tin hỏi chị Hà, hôm nay mình có bao nhiêu người trong trong conference call vậy? Thì chị Hà chỉ nói chỉ có ta với ta thôi. Nhưng mà anh cái niềm tin của ảnh nó là một ngày nào đó người ta sẽ mong đợi anh đi nói chuyện thôi. Và cứ liên tục và liên tục và liên tục. Kéo dài 6 tháng trời. 6 tháng nha, kiên trì lắm đó. Bây giờ mình nói với nó câu chuyện mấy chị em bên châu Âu mình nè. Mình cả năm trời đúng không? Cả năm luôn á. Nhưng mà mình vẫn kiên trì, mình liên tục không bỏ cuộc. Thì cuối cùng bây giờ là mỗi một ngày mình mở ra webinar khoảng bao nhiêu người? Gần 20 người đúng không? Lúc trước là mở ra nhiều khi chỉ có mình em với chị Hoàng nói chuyện thôi. Nhưng mà hai, nếu mà hai chị em mình mà không kiên trì thì chắc chắn là không có ngày hôm nay rồi. Mà nếu mà bản thân em không kiên trì nữa thì bây giờ ngày hôm nay cũng chắc cũng không có luôn. Cho nên nếu mà thông qua những cái chuyện trong quá khứ mà mình nghĩ mình là con người tiêu cực, mình nghĩ những cái bất cứ những cái việc gì mình làm mình đụng tới là hư. Giống như bạn em á, nó mày nếu mà mày làm ăn á thì mày đừng có mời tao nhà tao đụng dưỡng hư, tao không làm gì ra tiền nữa đó. Thậm chí tao đi làm tao còn bị đuổi mà. Nó tự gieo trong đầu nó như vậy là làm sao làm được cái gì đây? À, cho nhau hồi nãy. Cái này nói là em ấm chỉ liền á. tự biết em có tội. Nè, bây giờ cái thứ năm nè. Hình dung một trải nghiệm mình mong muốn trong tương lai như là một trải nghiệm ấy đang xảy ra trong lúc này. Hãy tưởng tượng rằng cái mục tiêu của mình đã đạt được rồi. Bây giờ mình đang là một Blue Diamond, mình đang là một team elite,
thì mình sẽ hành xử như thế nào, mình sẽ nói chuyện như thế nào, cái lời nói của mình nói ra nó có cái niềm tin như thế nào, cái tướng mình đi nó sẽ như thế nào. Rồi mình là một con, mình là Blue Diamond, mình là Team Elite, mình có tiền đó, thì mình khi mà mình đi mua sắm, mình sẽ có cái thái độ như thế nào. Mình là một con người đó, mình nhìn bất cứ những sự việc gì xảy ra, mình nhìn những cái chuyện đó như thế nào. Nói là nếu như mình sao chép được tư duy của một người thành công thì mình sẽ sao chép được những thành quả của họ. Đây là những cách mà tạo dựng niềm tin trong cái quyển sách của Anthony Robbins đó. Đánh thức nguồn nguồn năng lượng vô hạn. Đó là đánh thức gã khổng lồ trong mình đó. Trong mỗi con người mình có đều có một cái gã khổng lồ. Nhưng mà cái gã khổng lồ này chỉ thức dậy khi mà mình có một cái niềm tin. Niềm tin rất vững vào một bất cứ lĩnh vực nào đó. Nó giống như cái công tắc tắt mở vậy đó. Mình tin nó. Từ từ cái gã khổng lồ này sẽ thức dậy. Là cái gã này sẽ giúp mình đạt được bất cứ cái gì mình muốn. Bây giờ mình nói về tôn giáo một tí nha. Nói về Đạo Phật. Tại sao chỉ niệm Nam Mô A Di Đà Phật rồi Phật A Di Đà sẽ rước mình đi? Có phải là niềm tin không? Đâu ai thấy đâu. Niềm tin nó là một cái nguồn năng lượng cực mạnh luôn. Bây giờ nó đạo Thiên Chúa. Chết là Chúa rước về lãnh địa của Ngài. Cũng là những cái niềm tin mà ra mà. Mình không không có cái niềm tin này mình đạt được gì, không làm được gì. Cái câu mà rất nổi tiếng của Henry Ford đó. Nếu bạn tin mà làm được, hoặc là bạn tin mà làm không được, thì cả hai bạn đều đúng. Đều đúng hết. À, bây giờ mình tới cái phần này nè. Tuyển dụng và bán hàng là một nghệ thuật lan truyền cảm xúc. Con người của mình á, quyết định mua một cái gì đó bởi vì cảm xúc. Làm một cái gì đó bởi vì cảm xúc. Và đây là lý do tại sao cái ngành network marketing của mình á, nó phải làm theo bốn cốt lõi của trong cái ngành mình, nó là gì? Trải nghiệm sản phẩm, cảm nhận sản phẩm, đi chia sẻ với người khác. Tại vì khi mà mình có cái niềm tin của mình ở cái sản phẩm, mình đi ra ngoài mình chia sẻ với người khác, từ cái chia sẻ đó nó mới lan truyền được cái cảm xúc vào cái người đối phương, họ mới tin mình được. Nên là người ta không mua những gì bạn làm, họ mua vì lý do tại sao bạn làm điều đó. Thì rất thực tế luôn. Cho nên á, thay vì mình ngồi mình nói chuyện với người ta, mình nói về công ty có sản phẩm mặt tóc nè, có sản phẩm làm cho bớt nám nè, có đủ thứ sản phẩm hết. Mình nên nói cái lý do tại sao mình lại cộng tác với New Skin. Mình thấy cái gì từ New Skin? Con người ta chỉ bước đi khi thấy được con đường. Họ không thấy được con đường thì sẽ không, họ không bao giờ bước đi con đường đó đi cùng với mình hết. Chẳng hạn như mình đi, mấy anh chị em nào là đã đi sự kiện rồi đó, đi những cái buổi BB, mình quyết định mình làm New Skin mạnh mẽ hơn nữa là bởi vì sao? Mình thấy có những con người bình thường giống như mình mà họ vẫn làm được. Chẳng hạn như anh Kiệt trở thành một Blue Diamond chỉ qua một quyết định rất nhỏ. Lúc đó anh Kiệt là Ruby. Thì đi đi về bên Utah
có một người tên là Brian Trần, lúc này lúc đó Brian là cũng là Blue Diamond 21 tuổi ở bên Úc. Thì ở dưới này anh Kiệt nhìn lên lên cái lên Brian và anh Kiệt rất ấm ức. Nói tại sao mình cũng là một người có kiến thức, có kỹ năng, thành công trong ngành bảo hiểm mà một cái người non 51 tuổi nó làm được, mình làm không được. Nói một cách khó nghe là nó tệ em nó còn làm được, tại sao mình giỏi mình làm được. Đó là anh phải quyết định, anh phải thành công trong công việc này. Từ cái việc nhỏ vậy thôi. Chứ đâu có đi convention, người ta đâu có nói là đứng trên đó tôi làm ra bao nhiêu tiền đâu. Đứng trên đó người ta nói cái sản phẩm này nó có đó. Mình chia sẻ những câu chuyện của người này người kia, bối cảnh thật từ đâu đến, họ đã từng làm cái trong công việc gì, một người bình thường, một người bình dị như mọi người khác mà họ làm được. Chẳng hạn như ở bên New Skin bây giờ có một người là chức vị Emerald mà là thành viên của câu lạc bộ triệu phú đô la, mà làm 20 năm, trên 20 năm thành được 1 triệu đô la, vẫn giữ cái chức gì chức Emerald thôi. Em ngồi em nói chuyện với bà không hiểu về cái chính sách trả thưởng của New Skin luôn, ghê không? 20 năm làm với New Skin. Nhưng mà bà có cái niềm tin ở nơi công ty, bà có cái niềm tin ở nơi sản phẩm. Tại vì 20 năm sử dụng sản phẩm, bà là sản phẩm của sản phẩm. Mà cái niềm tin lan truyền qua được người khác. Rồi bây giờ một cái người mà trong đội nhóm của em nè, như là đội nhóm em, như là tầng upline em trên á, bà Eileen William, 12 năm trong Lapis 12 năm. Không ít đâu nha, 12 năm đó. Có nghĩa là cật cật dù có lên xuống 12 năm. Nhưng một người bình thường khác là bỏ cuộc đời nào rồi. Nếu mà bảo bỏ cuộc giờ này em chứ không có ngồi đây nói chuyện mọi người. cho nên mới nói cái niềm tin đó và Bạch Kiên và Eileen kiên trì cho đến ngày hôm nay thì ba thành quả ba bây giờ là gì? Một thi mì líp. Ba 4 sao một thi mì líp làm được 10 triệu đô la. Em mới nói bà từ 12 năm giữ một cái chức vị là Lapis, rồi sau đó khoảng bao nhiêu năm là lên chức team manager? Một năm một. Tại vì á nó sẽ chuẩn bị tới những cái slide sắp tới em sẽ nói. Mình phải có cái niềm tin ở sản phẩm, mình phải có niềm tin ở trên công ty nữa. Có nhiều người không tin công ty nha. Hai cái đó chỉ có mà cái bản thân mình không có. Em có một cái sao cứ vào mà không tắt tí vậy nè. Có một cái người này đang là chức vị Emerald, xong rồi cái kỳ mà New Skin bị thua ở Trung Quốc đó, nó mới nhắn tin nó bây giờ New Skin mình sẽ không xong, em mình sẽ phải kiếm công ty khác làm. Rõ ràng là không có niềm tin ở công ty. Chẳng những vậy còn đi tìm những bài báo khác về New Skin để nói xấu New Skin nó mới ghê. Cho nên nếu mà mình không có niềm tin ở sản phẩm nha, mình không có niềm tin ở công ty, rất khó mình có thể cộng tác với công ty mà làm việc. Giống như em với anh Nhật, em không tin anh Nhật thì làm sao em có thể cộng tác với Nhật và làm việc được? Không cách gì. Bây giờ anh Nhật cộng tác với New Skin mà anh Nhật không tin công ty New Skin làm sao làm? Đúng rồi.
rất quan trọng nha, mình phải tin ở nơi công ty, tin ở lên sản phẩm của công ty. Sản phẩm thì cái khỏi nói rồi, như là 10 người sử dụng sản phẩm chỉ có một hoặc hai người gọi là kiếm cớ để mà không, chứ không phải là một cái việc, một cái lý do gì đó, là kiếm cớ mà. Và cái yếu tố cuối cùng này, là mình có thể tin tưởng rằng mình sẽ thành công không? Nếu mà tất cả cái này mình cũng không có nên làm sao mình có thể làm được đây? Tại vì ngay ngay từ bắt đầu mình không tin mình làm được. Mình phải tin cái này mình làm được thì mình mới làm được. À, thì để mà củng cố cái niềm tin này cho mình nha, cho mình đó. Tại vì nếu mà nói về sản phẩm thì mình chỉ trải nghiệm sản phẩm thì mình có niềm tin ở sản phẩm thôi. Nhưng mà để mà có niềm tin ra vào bản thân mình nè. Thứ nhất, network marketing nó là một cái ngành, một cái nghề. Và như mọi ngành nghề khác, là mình phải học một số kiến thức và luôn cả kỹ năng để trở thành những con người chuyên nghiệp để mình có thể làm được công việc này. Mình làm mà mình không có kiến thức, mình đi nói chuyện với người ta rồi người ta nói vài câu cái rồi coi như là mình xuống hết. Mình mời người ta mình cũng không biết mời như thế nào, kết bạn với người ta mình cũng không biết kết bạn như thế nào, chia sẻ cũng không biết, người ta tham gia rồi cũng không biết follow up như thế nào luôn. Rõ ràng là sản phẩm là điều đó, mọi người giống nhau, chị Thanh vẫn mua được cái Tio này, em vẫn mua được Tio này đi, chất lượng của sản phẩm nó không khác biệt. Như vậy khi mà em mua em là tham gia trước chị Thanh hay sau chị Thanh hay gì đó, cái chất lượng sản phẩm nó khác, sản phẩm không, chính sách trả thưởng của công ty Nuskin cũng không thay đổi. Thì cái yếu tố ở nằm đâu, nằm mình chứ nữa, mình làm được hay không được là do mình chứ không phải do sản phẩm hoặc công ty. Tại sao cũng là cái sản phẩm đó mà anh Điên có thể xây dựng được cho mình một cái mạng lưới khắp nơi trên thế giới, anh đâu có cái gì khác biệt với mình đâu. Có đôi giày của anh Điên, đôi giày của anh Điên không có đinh, còn đôi giày của chị có đinh. Đi không được. À, nếu mà nói về cái là học từ cái thất bại của mình đó, là dĩ nhiên ai cũng biết tới cái ông Thomas Edison là cái người làm ra bóng đèn điện, và cái người này là cái người em rất thích cái hình này, cái người này khá nổi tiếng, Michael nó là I have missed more than 9,000 shots in my career, trong cái sự nghiệp của Michael Jordan đó, ông đã thấy mình gọi là shoot là bắn luôn, họ thấy phải bắn vô rổ đó, ông đã hụt 9.000 lần nha, 9.000 lần. Rồi ông đã thua 300 lần, thua 300 lần đó, trong đó có 26 lần là cái đội nhóm của Michael Jordan là phải nhờ vào Michael Jordan mới thắng được, và cuối cùng cũng vẫn thua, cũng vẫn thua đó. Rồi ông nói là I have failed over and over and over and over and over again in my life, như là trong cuộc đời ông là ông thất bại, từ thất bại này tới thất bại kia tới thất bại nọ, nhưng mà nhờ những cái thất bại đó ông mới có được thành công ngày hôm nay. Thì cũng giống như em chia sẻ trong cái bài khởi động với New Skin, cái hành trình chinh phục tương lai của mình với New Skin cũng giống như mình lái xe trong ban đêm vậy. Và khi mình lái xe trong ban đêm đó, khi mình mở cái đèn ra đó, thì mình chỉ thấy được khoảng 6 km ở phía trước thôi, rồi không thấy được xa nữa. Nhưng mà mình phải tin tưởng rằng mình tiếp tục đi thì mình sẽ đi đi tiến gần với mục tiêu của mình. Chẳng hạn như bây giờ em đang ở North Carolina và em muốn đi qua bên Florida thăm anh Nhật, thì em biết rằng nếu em tiếp tục lái thì em sẽ đi tới được anh Nhật, đúng không? Tại vì khi mà em mở đèn ra em chỉ thấy được 6 km phía trước rồi, hết rồi, ở phía sau em không thấy rồi đó.
ánh đèn thui, mà ở trước nữa, xa hơn nữa cũng không thấy luôn. Và cái đèn nó chỉ thấy được tới 6 km phía trước thôi. Nhưng mà với một cái niềm tin là nếu em tin là em tiếp tục lái thì em sẽ đi tới được Florida. Và anh Nhật cũng tin chắc là như vậy luôn. Cho nên trong cái hành trình của mình đó, có nhiều khi mình lái xe mình gặp mưa. Mưa đến mức độ mà mình không thấy được phía trước luôn. Rồi mình phải làm gì đây? Mình phải tắt, mình trú mưa chứ. Đâu thế nào lái tiếp tục được. Nhưng mà khi mà mình tắt và trú mưa á, ghé vào chuyên nha tắt trú mưa gặp chị Quyên. Chị Quyên nói đừng có đi nữa, đừng mưa lắm em ơi, ở lại với chị đi. Nếu mà em ở lại với chị Quyên thì chuyện gì xảy ra? Em đâu bao giờ đi tới được Nhật đâu. Hơi sau khi hết mưa, sau khi mà mình lấy lại lửa thì phải tiếp tục đi tiếp chứ. Lái một hồi nữa gặp bão tuyết, đi tới Pennsylvania gặp Hương Phùng. Hương nói anh đừng đi nữa anh ơi, tuyết nguy hiểm lắm. Em chưa thấy ai mà lái trong thời tuyết này lái tới Nhật. Em cũng chưa thấy người nào mà có thể đi thành công đi tới gặp Nhật được. Anh đừng đi, nguy hiểm, anh bỏ cuộc đi. Ở lại chỗ này nó an toàn. Và hằng ngày mình gặp những người như vậy thường xuyên. Phải nói là thường xuyên. Có thể không phải là một người mà nó có thể là 4-5 người, thậm chí có thể là hơn 10 người. Thường xuyên xảy ra. Nhưng mà nếu mà mình tiếp tục lái xe, chiếc xe mình lái tiếp tục thì sẽ có một ngày mình gặp nắng đẹp, trời nắng rất đẹp, mình có thể lái mình tiếp tục mình đi. Cho nên mình nói nè, New Skin như một chiếc xe Ferrari, nhưng bạn chỉ biết lái. Nó là một phương tiện rất tuyệt vời. New Skin đã tạo ra hơn 1.048 nhà triệu phú. Có thể nói là trong cái network marketing, trong hơn 60.000 công ty, chỉ có công ty New Skin là công ty duy nhất tạo ra nhiều nhà triệu phú nhất. Cái đó chứng tỏ là gì? Là một cái phương tiện rất tuyệt vời. Một cái chiếc xe Ferrari chạy rất nhanh, nhưng mình không biết lái. Thì không, nếu mà không biết lái thì leo lên chiếc xe làm sao chạy được. Ủi vô tường luôn á. Nhiều khi lái mà vô lộn số, bây giờ lái đi phía trước không phải lái số dê. Có à nha. À, càng làm càng lên, không lên mà càng làm càng xuống. Rõ ràng là lái số dê chứ nữa. Cho nên phải học cách lái. Học cách lái. Cái này là gì? Là những cái kiến thức căn bản trong network marketing, những kỹ năng căn bản trong network marketing. Mới học lái xe rồi leo lên chiếc xe mới lái được chứ. Mới đầu thì mình còn nhát, leo lên chiếc xe, tại xe chạy quá nhanh, mình leo mình nhát, mình không dám đạp ga hết ga. Không điều khiển được chiếc xe này. Bây giờ thử anh cho anh đi vào chiếc xe đi, anh đạp hết ga liền á. Và đó là lý do tại sao anh thành công rất nhanh. Anh biết lái và anh đạp hết ga. Yeah. Mình không biết lái, mình leo lên chiếc xe mình nhát. Chỉ mở cửa chưa biết mở nữa sao lái. Rất chính xác. Nãy mình nói là tôi rất thích câu này vô cùng. Cây mọc dễ dàng thì không cho gỗ tốt. Gió gió càng mạnh chứ không phải càng mạnh nha. Sao chúng ta? Gió càng mạnh cây càng vững chắc.
cây mọc dễ dàng thì không cho bao giờ cho được gỗ tốt. Rất thích câu này Thắng ơi. Tại em soạn bài trước khi em chia, trong lúc em chọn bài là lúc đó 6:30 hay 6:15 cho nên không có xem là chính tả. Và mình phải có tham vọng, phải có tham vọng nha. Mình phải là nằm trong cái top người nó như vậy nè. Người ta nói là thông thường những người khác nó là thấy mới tin. Mình phải ngược lại, mình phải nằm trong cái top người là tin rồi mới thấy. Bây giờ mình nói mấy anh chị em mình là người Việt Nam. Người Việt Nam thì mình nói về cái người nông dân đúng không? Nông dân thì làm cái gì? Trồng lúa. Mình biết mình gieo mạ thì mình biết mấy tháng sau sẽ có lúa chứ nữa. Mặc dù lúa đâu thấy đâu, gạo đâu thấy đâu, cơm đâu thấy đâu, nhưng mình tin tưởng rằng mình gieo mạ sẽ có lúa, có gạo, có cơm đúng không? Mình tin mà. Bây giờ nè, bây giờ nói rồi thêm một cái nữa nè, là thấy là tin rồi mới thấy nè, tin rồi mới thấy. Ông rể của em, mình để em nha, ông đi mua đất mà để em cất nhà. Mua đất xong rồi ông dẫn cả nhà tới cái mảnh đất đó, ông đứng ông chỉ, ông nói là anh muốn có căn nhà ở đây, và trong căn nhà của anh á nó phải có 3 tầng lầu, căn nhà của anh phải có 5 phòng ngủ, anh 1 phòng, con anh 1 phòng, 3 phòng kia để cho guest, rồi cái nhà của anh phải có là 3 cái toilet, một cái ở trong phòng ngủ của anh, một cái nằm ở ngoài phòng trong lầu 2, một cái ở lầu 1. Cái garage của anh đó là phải có 3 cái garage, và trong đó anh một bên để anh để mà đựng những dụng cụ làm vườn, một bên cho cái chiếc xe Mercedes của anh, và một bên cho chiếc xe đi làm của anh là chiếc xe van. Và ở trước nhà anh á là anh sẽ trồng kiểng, hai bên sẽ trồng hoa, ở phía sau nhà sẽ trồng những cái cây ăn trái. Và anh diễn tả rất là rõ như vậy đó, thì mình em cũng thấy được, em cũng thấy là những cái nhà anh nó như vậy đó, thì rõ ràng là sao, là mình tin rồi mình mới thấy đúng không? Rồi anh đi gặp cái người kiến trúc sư, rồi anh nói ra cái anh muốn. Rồi cái người kiến trúc sư đó đâu có thấy được cái gì đâu. Chỉ tin vào những cái lời cái người này nói, rồi bây giờ vẽ ra cái gì mà nằm trong đầu của ông anh rể em. Vẽ ra giấy. Từ cái bản anh tin trong đầu đưa qua, truyền qua cái người kiến trúc sư. Kiến trúc sư mới vẽ ra một cái bản vẽ, rồi mới đưa qua một cái người thầu. Thầu sẽ xây ra một cái nhà y hệt như cái trong cái những cái gì ông trong đầu của ông anh em. Thì rõ ràng là tin rồi mới thấy. Có rất là nhiều những cái dẫn dắt khác nhau về cái gì mà cái niềm tin này, tin rồi mới thấy được. Còn một người bình thường nói là mấy này tôi không tin đâu, tôi thấy rồi tôi mới tin. Nhưng mà mình phải khác thường một tí. Mình phải tin rồi mình sẽ thấy. Mình tin mình sẽ thành công được thì mình sẽ thành công. Mà mình không tin mình thành công được thì nên kiếm công việc khác để làm. Tại vì thực tế là như vậy mà. Nếu mà mình không tin mình làm được thì mình nên kiếm công việc khác mình làm. Tại mình làm này tốn thời gian của mình thôi, mà tốn cả luôn thời gian của người khác. Cho nên có tham vọng là sống một cuộc đời với những cái lý tưởng lớn, để mình có thể đạt được những cái mục tiêu vĩ đại. Cái câu này của ông Jack Ma đó, Mã Vân đó: trên đời này chỉ có những việc không dám nghĩ, không dám làm, chứ không có việc gì không thể làm được. Khát vọng của mình bao lớn thì tương lai của mình sẽ mở rộng lớn như thế đó. Nếu mà mình không có chắc chắn, mình cũng không có, mình đâu có tin mình làm được đâu.
Cho nên là hãy bắt đầu với những cái kỳ vọng lớn lao, không chỉ vì những cái kỳ vọng mà hãy tin tưởng vào mình sẽ thành công. Còn nếu bản thân mình cũng không tin mình làm được thì những ai làm neo thì trở lại làm neo, những ai làm hãng thì trở lại tiếp tục làm hãng, những ai làm thợ may tiếp tục trở lại làm thợ may. Cho nên ha, luôn 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 ở cuối bài trình bày em thì nó là đối với New Skin là một cái tương lai đầy hứa hẹn. Nếu mình đã quyết định chọn New Skin là một cái nghề nghiệp cuối cùng và muốn làm tốt, muốn thành công thì hãy trở thành những người chuyên nghiệp. Và ước muốn của em cho tất cả mọi anh chị em trong cái webinar này là hãy quyết định trở thành một con người chuyên nghiệp, mình network marketer chuyên nghiệp, nói chuyện chuyên nghiệp, hành xử cách chuyên nghiệp và luôn cả tư duy cũng phải là một người chuyên nghiệp. Bởi vì trên thực tế network marketing mình có một cái cách tốt hơn để mình làm, và hãy tin tưởng vào cái công việc mình làm và đi nói với cả thế giới mình đang làm cái gì. Tới giờ này vẫn có người không dám tin mình, không dám nói với người khác mình đang làm cái gì. Em có một người bạn, vị trí người này rất cao là Diamond, nhưng mà trên Facebook không có dám nói là làm với New Skin đó. Em làm, nói là em làm với New Skin là em sợ người ta từ chối. Má ơi, chức vị mình là Diamond rồi đó. Ông cái người này mới nói không, để em khi nào em lên team elite rồi em công bố cho mọi người biết Anh là làm em gì mà sao anh làm lên hả. Tại vì cái người này trong cái quá trình mà nói chuyện với người khác ở trên mạng đó, khi mà nhắc tới cái chữ New Skin là hầu như bị từ chối. Nhắc tới cái chữ New Skin thì nó lừa gạt, nhắc tới cái chữ New Skin nó là hình thức kim tự tháp, nhắc cái chữ New Skin nó ra cái gì đó không thì rất là sợ, là tự giống như là bị lập trình vậy đó, sợ. Mặc dù là Diamond nhưng mà vẫn sợ, không có cái niềm tin. Rồi sau 1 năm sau vẫn còn là Diamond, mà nghe 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 nói vẫn là Diamond thôi, không biết thật sự là còn là Diamond hay không tại vì thứ nhất là không tin tưởng vào cái ngành mình làm là network marketing, thì không tin tưởng vào cái ngành của mình và không tin tưởng vào new skin, cho nên không dám nói với người ta mình làm new skin. Giống như em hồi lúc trước em có một cái người bạn, cái người bạn này nói với em là New Skin này em thấy toàn là những dân lừa gạt không à, tại người này ở Việt Nam. Xong rồi cái em mới hỏi ô vậy em, vậy anh đã gạt em cái gì rồi mà em mới nói là New Skin toàn là những dân lừa gạt. Không, anh chưa gạt em cái gì cả, bởi vì anh ở Mỹ, anh không phải ở Việt Nam. Nó vô lý. Tại vì em chỉ gặp vài người có lòng tham thôi, tại em chưa gặp đúng người. Rồi có nói cũng có thể là vậy, nhưng mà em cũng không tin cái này. Rồi một cái thời gian sau nữa, 6 tháng sau nói chuyện với em. Rồi nó hỏi, ủa anh còn làm New Skin không vậy anh? Ủa, em nghĩ sao mà anh không còn làm New Skin vậy? Em có lúc trước có nhỏ bạn làm New Skin 3 tháng vậy nó nghỉ tiêu rồi. Nó tốn mấy chục triệu đó mà nó không làm được gì hết. Em mới hỏi anh nữa, anh còn làm New Skin không? Rồi dĩ nhiên là mình nói mình còn làm cái thời gian sau nữa, và mới 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 đây thôi, ngày 1 tuần trước, khoảng 5 ngày trước, cô mới hỏi về công việc New Skin anh như thế nào rồi. Thì em mới nói là
Em nhìn qua Facebook anh là em đã thấy được cái công việc anh như thế nào rồi. Em còn nói thêm câu này nè. Anh rất tin vào tầm nhìn của mình và anh tin em sẽ làm được, là lý do tại sao anh vẫn nói chuyện em tới ngày hôm nay. Em sẽ làm người tướng tài với anh. Cái người này mới nói là anh đặt kỳ vọng mà em nhiều quá. Em không tin em làm được đâu. Là rõ ràng là nó đã thay đổi đúng không? Từ một cái nhìn rất xấu về cái new skin mà bây giờ là bắt đầu nó trở thành tốt hơn rồi đó. Là bởi vì cái niềm tin của em nó mạnh đến mức độ mà làm cái người kia tin luôn. Không còn những cái niềm tin tiêu cực nữa. Nhưng mà bây giờ nó có cái tiêu cực cái là cái người này không nghĩ người này làm được. Mà đâu có sao. Mọi việc từ từ, từ nó cũng sẽ đâu vào đó thôi, tại vì em tin là cái người này sẽ là một người leader rất mạnh em ở dưới. Em follow người này 1 năm rồi đó. Ông Nathan Rick, ông có nói là ông đã từng follow một người 5 năm. 5 năm. Và cái người này bây giờ sau 5 năm follow một người này đã làm cho Nathan Rick hơn hơn 10 triệu đô la. À, nếu như mình tin tưởng vào một cái người nào đó sẽ trở thành một cái nhà lãnh đạo rất là mạnh mẽ ở dưới mình. Bởi vì họ có những cái nhạy bén trong kinh doanh, nhạy bén trong giao tiếp. Đó là những cái tố chất của một người lãnh đạo mình cần mà. Cho nên những cái gì mà em nhìn về cái người này, em nói nhìn em nhìn cái gì em thấy được trong cái người này, em nói ra người này không 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 có từ chối được, tại vì đó là sự thật. Cuối cùng Vương chỉ nói là anh đặt kỳ vọng lên em cao quá, vẫn chưa tin mình làm được, nhưng mà em vẫn tin chắc là cái người này khi mà bắt tay vào làm việc sẽ thành công rất nhanh, còn nhanh hơn cái đoạn đường em đi nữa. Người này nhạy bén vô cùng, tại người này có cái mà em không có, là ra đời từ lúc 9 tuổi. Từ lúc 9 tuổi ra đời rồi. Đi lên Sài Gòn đi ở đợ cho người khác, xong rồi cố gắng làm nên ở 16 tuổi là đứng chủ, làm chủ một cái shop nhỏ rồi. 16 tuổi làm chủ một cái shop nhỏ, hiện tại bây giờ là 31 tuổi có rất là nhiều shop. Bây giờ người này hình như là có 6-7 cái shop gì đó. Như là cái người này rất nhạy bén ở đời, như là kinh nghiệm dày dặn, mặc dù tuổi nhỏ hơn em nhưng mà cái rất là nhạy bén. Trong công việc này mình cần cái gì? Mình cần thứ nhất là cái nhạy bén, thứ hai là nhìn người đúng không? Người này có luôn cả hai. Và em nói em dẫn hết từng chuyện một, từng cái này qua cái nọ, mà người này không có từ chối được cái gì cả, tại vì nó là sự thật. Chỉ có một cái là chưa đã phá được cái niềm tin về cái đa cấp ở Việt Nam thôi. Tại vì giống như hồi nãy trong năm mình nói nãy đó, những cái chuyện gì đã xảy ra hàng ngày xung quanh cái người này đó, toàn là những chuyện tiêu cực không à. Mà tiêu cực về đa cấp. Ở Việt Nam có nhiều công ty cách hoạt động nó không hay lắm. Phải không hay? Cho nên nếu mà mình có cái niềm tin tích cực thì mọi việc sẽ trở nên tốt hơn, mà tiêu cực thì mọi việc nó sẽ trở nên tệ hơn. Và do đó giống như Thu Hương thì em cũng phải chỉnh sửa lại cái niềm tin mình chút xíu.